Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hôm qua thì mình đã trải nghiệm ở một cái trường phái tấn công mới, đó chính là tấn công bằng chân ha. Mình thấy cách đánh này khá là mãn nhãn nè, và cái độ hiệu quả cũng rất là cao nha, cực kỳ thích luôn. Thế nên hôm nay mình sẽ ráng kiểu như là hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ để có thể cho xong xuôi hết cái phần kỹ năng ha. Đâu, phần nhiệm vụ của mình nè. Cái này thì mình đã làm được 33% rồi. Còn kỹ năng cuối cùng thì chưa có phần trăm nữa. Nói chung còn hai kỹ năng nữa, hôm nay mình sẽ gán để luyện cho thành công ha. Và trước khi luyện kỹ năng thì để mình chế tạo vài thứ cần thiết cái đã. Đầu tiên là những cái thùng này. Hiện tại thì nó khá là đầy ha, và mình muốn cho nó chứa được nhiều hơn á. Thế nên mình sẽ làm những cái nâng cấp để biến cho cái thùng này có thể chứa được nhiều cái đồ kho báu của mình hơn. Đầu tiên là nâng cấp lên cấp độ sắt trước nè. Cho vô. Đó. Giờ nó đã tăng kho chứa lên rồi. Với cách này thì mình có thể nâng cấp thêm thành cái thùng bằng vàng nè. Wow. Là một cái thùng bằng vàng coi. Công thức nó là như vậy. Nâng cấp lên. Ui giời, nó chứa nhiều thật sự. Lỡ rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm một lần nữa cho nó lên cấp độ kim cương luôn. Nó cần một vàng và một kim cương thôi à. Rất là rẻ ha. Hôm bữa mình hơi thiếu vàng thôi chứ bây giờ mình có vàng rồi. Là nâng cấp xả láng luôn. Và cái thùng kim cương sẽ chứa siêu siêu nhiều. Giờ thì mình có thể thoải mái cất mấy cái đồ sau khi khám phá vô đây rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ làm thêm một cái nón nè. Hôm qua bị bọn hải tặc hải quân đồ đánh dữ quá. Cái kết là mất luôn cái nón rồi. Nên mình sẽ là một cái nón và thêm cả một cái áo bằng ngọc lục bảo luôn á, để chúng ta full một cái set đồ bằng ngọc lục bảo. Rồi sẵn tiện mình sẽ sửa luôn mấy cái đồ bị hư nè, tại vì nó có cường hóa dòng bảo vệ 4 rồi chậm hỏng á, nên mình cũng không muốn nó hư cho lắm. Sửa lại xài tiếp ha. Cái ủng cũng vậy nè. Rồi còn cái nón với cái áo thì chắc mình sẽ đi cường hóa sơ sơ lại. Chiến này là mình full giáp lại rồi. Gặp mấy cái tên hải tặc mà cầm đại bác là mình không có ngán đâu. Bên cạnh đó thì cái xuồng mà hổm gà mình đi nó cũng khá là bé ha. Thế nên hôm nay mình quyết định mình sẽ nâng cấp cái xuồng mình luôn. Đầu tiên là những cái xuồng nhỏ. Sau đó công thức nó là như vậy. Nó cái thùng được cái xuồng bự liền. Mình sẽ làm cỡ 3 cái như vậy ha. Và với cái xuồng bự này thì mình còn có thể mang theo cả rương trên xuồng cơ. Khá là hay luôn. Nhưng mà không biết là có dùng được hay không. Mình sẽ test thử ha. Ba cái xuồng là phải làm ba cái rương chứ. Đây mình làm thêm một cái rương nữa. Rồi đi xuống dưới mình sẽ test thử coi coi đặt cái rương lên cái xuồng này được không nhá. Hy vọng là được. Rồi để cái rương xuống. Được nè. Thêm cái rương nữa được không? Ôi được con cái. Ui vậy đây. Đi về chỗ khác. Giỡn mặt hả? Hip hop never die. Hip hop never die. Giỡn mặt. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Trời. Ở nhà mà cũng bị hải quân tới nhà kiếm rồi. Giỡn mặt. Ui. Mình dùng hip hop never die vậy mà không si nhê với cái tên đội trưởng hải quân đó. Có gài bọn chúng chi nã mình gắt gao lắm. Và cái này mở kiểu gì ta? À tức là mình leo lên thuyền là mình sẽ tự động mình mở được rương á. Ồ ra là vậy. Cũng hay. Đó mới mốt thì mình sẽ đi săn kho báu và dùng cái xuồng này ha. Mình thấy cũng khá là ok la đó. Rồi còn giờ thì chắc mình sẽ lên trên để chuẩn bị thêm vài thứ nữa trước khi chúng ta lên đường, để rèn luyện thêm cái kỹ năng dùng đòn đánh bằng chân của mình. À có một thứ quan trọng không kém cái phần rương đâu, đó chính là cái ba lô. Mình sẽ cần một cái ba lô xịn xịn để mình có thể kiểu như chứa đồ nó được nhiều hơn á. Hôm bữa mình mất cái ba lô cấp độ vàng lãng xẹt thiệt chứ. Nay phải chế tạo lại nè. Đây. Làm lại cái ba lô vàng nhá. Rồi lên ba lô kim cương thì ồ tốn cũng khá là nhiều kim cương á. Lỡ lên ba lô bằng vàng rồi thôi thì bây giờ lên hẳn ba lô kim cương luôn đi. Để coi nó có nhiều hơn được. Ôi. Cái bằng kim cương nó nhiều hơn hẳn so với cái vàng nha. Ồ như vậy thì xứng đáng, mình chứa được rất là thoải mái luôn. Bỏ đồ vô liền.
Rồi, giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị lên đường để chúng ta có thể bắt đầu công cuộc hoàn thành cái nhiệm vụ để có thể mở khóa hai cái kỹ năng cuối cùng. Nhưng mà hiện tại thì mình muốn ăn thử một trái ác quỷ Sube Sube Nomi nè. Trải nghiệm luôn coi. Cái trái này thì hôm qua chúng ta mới mở ra được ha. Hy vọng nó là một trái hay ho để chúng ta có thể sử dụng trên cái hành trình đi làm nhiệm vụ này. Và trái Sube này có hai kỹ năng thôi. Kỹ năng đầu tiên thì mình sẽ kiểu trượt ba tanh à. Kỹ năng đầu tiên mình đi giống như là trượt ba tanh vậy á. Mình đi rất là nhanh luôn. Kiểu như nó tăng tốc độ chạy cho mình. Hữu ích này. Cái này mình sẽ di chuyển tới những cái vùng đất mới nó nhanh hơn. Nhưng mà nó khá là trơn trượt. Nó tựa giống như là mình đi trên băng vậy đó. Ê cái gì. Gần nhà mình có mấy cái cây ăn thịt người. Mấy cái cây láo tét. Mình sẽ đá mấy cái cây này. Này thì mấy cái cây ăn thịt người hả. Wow. Nói chung là cái trái này cũng khá là hữu ích trong ngày hôm nay á. Được luôn. Còn kỹ năng thứ hai thì sao? Kỹ năng thứ hai thì wow, cái kỹ năng thứ hai này cái chú thích có vẻ xịn nè. Mình sẽ miễn nhiễm với những cái đòn đánh từ vũ khí luôn á. Tức là cái địch đánh mình đúng không, nhưng mà nó sẽ bị trơn trượt rồi nó không có trúng đòn á. Kiểu vậy. Nhưng mà mình chưa tin lắm. Để mình tìm cái mấy thanh niên hải quân hải tặc gì đó mình test thử nha. Coi có thiệt như vậy hay không. Gì nữa. À đây rồi, sẵn tiện mình test kỹ năng luôn. Đúng rồi, mình bật kỹ năng lên này, bọn chúng sẽ không đánh được mình á. Wow. Hay thiệt, trong lúc này thì mình sẽ tận dụng để mình hiếp hấp Never Die bọn chúng. Ui nhưng mà hết hiệu lực thì bọn chúng sẽ có thể đánh mình lại bình thường nha. Khá là nguy hiểm đấy. Này thì à, dám truy bắt mình hả? Láo tét. Ui. Nhưng mà súng bắn mình vẫn bị dính sát thương nha. Mình chỉ miễn nhiễm với mấy cái đòn cận chiến hay sao à. Wow, ra là vậy. Tính ra cái trái quỷ này cũng hay. Tuy kỹ năng khá là ít nhưng mà khá là hữu dụng á. Vì cái nhiệm vụ lần này á, nó yêu cầu mình có 5 cái chân thỏ. Thế nên bắt buộc mình phải đi tới vùng sa mạc rồi. Đây là cái nơi mà mình rất là dễ bắt gặp những cái con thỏ ngoài sa mạc ha. Để chúng ta kiếm thỏ rồi đi. Đây, có thỏ. Rồi, đừng chạy mấy cưng, Có chân không, Không có chân thỏ. Khó vậy. Ui, cái này là thịt thỏ rồi. Ôi, toan rồi. Dưới này hơi căng á nha. Chân thỏ là một trong những thứ rất là khó để chúng ta nhặt được nếu mà không có dòng nhặt trong cái món vũ khí của mình. Phải nhân phẩm cao lắm mới nhặt được á. Ở đây còn có dân làng thương nhân nữa nè. Nhưng mà đổi đồ không ok lắm. Ê, ở đây có con, trời, có con xương đột biến. Ai chết. Just it. Bật kỹ năng thứ hai lên coi nó có bắn trúng mình không. Ui lắc em ơi. Ok. Ô chuẩn bị đánh nhau mà lắc em ơi. Ui hay là nó bắn mình hết sọt rồi mình ngủm củ tỏi rồi ta. Mình thấy mũi tên ghim thẳng đầu mình ơi. Ôi đừng có lắc ngay lúc này mà. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng nhặt được một cái chân thỏ đầu tiên rồi. Và đây 20% rồi. Cố lên. Thêm 4 cái chân nữa thôi. Trong màn đêm tăm tối thì mình phát hiện ở trên đỉnh núi này nó có một cái con quái vật gì á. Chu choa. Căng vậy. Chưa rõ là quái vật gì. Ê nó tấn công mình. Ui con này như bằng đá hay sao á. Con zumba đi ra chỗ khác. Được rồi, xúc nó thôi. Ui nó hất tung mình. Hiếp hấp đi vào đây. Ô con này mạnh. Này thì mạnh hả. Mạnh thì cũng ăn liên quan đá của mình thôi. Wow, ở vùng sa mạc bây giờ xuất hiện toàn quái vật lạ thôi. Đây rồi. Hip hop never die. Này thì dẫn mặt. Ui.
Ui nhưng mà cái tên đội trưởng hải quân lần này mạnh vậy. Ôi đối thủ đang gồng, đối thủ đang gồng à. Ôi xong rồi, căng 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 căng. Này thì đáng gồm. Wow, kiếm thuật của thanh niên đó cũng không phải dạng vừa đâu. Chặt một phát thôi mình tạo ra cái hố to đùng kìa. Cứ bắn bắn cái gì, người ta đang thấy nóng mà. Bắn bắn không, hình như bị lắc game tiếp rồi. Ôi cái này cái chân của mình mà đúng không? Ừ đúng rồi, cái này cái chân của mình mà. Ơ ôi mình đá mạnh quá, cái chân mình gớt ra ngoài rồi, còn nhúc nhích, nhúc nhích nữa cơ. Ôi cái chân của tôi. Ồ game có gài bị lắc hoài luôn. Ôi lắc game gì hơi sợ nha. Ủa gì đây? À con gà chế độ. Thì ra ngươi chọn cái chết. Bữa nay ta có tiệc chiêu hip hop never die. Ngươi xác định với ta. Đá nó văng lên trời liền. Ui da nhưng mà chóng mặt quá. Ây da, ây da, ây da. Thiệt luôn á. Mỗi lần mà ra dùng hoang mạc là y như gần gặp mấy con gà chế độ nha. Hơi bị lâu để có được cái chân thứ năm nhá. Giờ thì mình đã có những thứ mình cần rồi. Chắc mình sẽ đi tèn tèn về quá. Ồ oh. Chuẩn bị về thì mình phát hiện có con boss hồi nãy. Tới số người rồi, tới số người rồi. Chùi chùi chùi, để mình gắn cái kỹ năng Santo của mình vô cái đó. Từ từ đợi mình tí, đợi mình tí. Kỹ năng Santo của mình đâu rồi? Đây đây đây. Mình sẽ cho nó biết mùi như nào là hip hop never die. Vô. Tới công chuyện ngươi rồi. Hip hop never die. Giỡn mặt hả, nằm một đống liền. Sao mà đỡ được. Liên hoàng đá nữa. Liên hoàng đá nè. Đó, sức mạnh của hip hop never die nha cưng. Ôi nhưng mà sao lại cháy nữa rồi. Ơ kìa. Ê cái skill mình là không có skill nào gây cháy nha. Không thôi mình lại mang tiếng đấy. Chắc tên này đốt nè. Mình sẽ tiêu diệt tên này mới được. Trời ơi chơi mà đi đốt gần. Rất là xấu luôn nha. Mấy thanh niên nó cực kỳ xấu xa luôn. Hip hop này vào đây lần 2. Sao mình thích cái skill này quá à. Rồi liên quan đá một cái nữa. Là đánh bại được một cái con boss đá ngoài sa mạc á. Sau khi trở về thì mình sẽ lấy thêm những cái Red Dial ha. Vì trong cái phần nhiệm vụ nó cần tới 5 cái Red Dial để hoàn thành lận. Đây. Trả nhiệm vụ. Ủa? Ủa sao mình xong rồi mà mình chưa trả nhiệm vụ được? What the heck? Oh. Như vậy là mình phải xong hai cái nhiệm vụ một lượt thì mình mới có thể trả nhiệm vụ á. Rồi luôn khó vậy. Cái nhiệm vụ thứ hai là mình bắt buộc phải tiêu diệt những cái địch đang bị cháy bằng cú đá của mình. Bắt buộc rồi. Mình phải ra tay thôi. Mình bỏ cái việc này lâu lắm rồi mà bữa nay nhiệm vụ bắt mình làm á nha. Mình cũng không muốn phải đi đốt mấy cái con tàu đâu. Chưa, để mình kiếm cái cục sỏi cái đó. Ừ, gì nữa vậy? Trời đất ơi, hip hop này vào đây. Mình đang thiệt tình đang đào sỏi mà cũng không yên nữa. Này thì láo nháo. Ui tính ra mình đang đào sỏi luôn á. Nó xuất hiện sau lưng mình á. Sợ thật. Ui ra cục đá lửa đi. Xui vậy. Lẹ đi, kẻo một hồi nó xuất hiện nó vây nó bắt mình. Rồi 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 có rồi. Chế tạo cái hộp quẹt. Rồi sau đó chúng ta sẽ đốt cháy cái địch trước á. Rồi sau đó dùng skill mình tiêu diệt. Có tính không? Ồ oh. Vậy là cái địch đang cháy mình phải dùng cái chân bình thường chứ không được dùng kỹ năng hả? Khó vậy. Thử lại lần nữa nè. Sẽ đốt cháy hai thanh niên này ha. Sau đó dùng cái chân của mình đá bình thường thôi. Đó mình đá như vậy nè. Tính đó. Tính chưa? Đó, như vậy thì nó mới tính nha. Chứ ví dụ mình dùng cái kỹ năng liên hoàn đá hoặc là hip hop never die thì nó vẫn không tính. Kiểu kiểu vậy. Thôi được rồi, thích thì chịu. Giờ thì mình sẽ ra khơi để chúng ta đi săn rương kho báu nè. Cũng như là làm cái nhiệm vụ luôn ha. Hơi khó nhưng một xíu nhưng mà cố lên.
áp lực tao lên kim cương. Quay xe. Xíu hả đi, ẩu rồi anh bạn ơi, ẩu rồi. Trên đường đi thì mình còn phát hiện ra một cái con tàu bị đắm nè. Thường thì mấy cái tàu đắm này rất là dễ cho mình những cái bản đồ kho báu ha. Cũng là một trong những công trình có thể cho mình rương trái ác quỷ. Thế nên mình sẽ không có bỏ qua đâu. Ủa nhưng mà sao ở dưới tự nhiên kỳ vậy? Ui, ở dưới nó có cái hang động hàng gì có quá trời nhện. Hồi xương các thứ cơ. Rồi, áp sát vô đây để chúng ta lấy kho báu trước ha. Để xem nào. Cái gì đây? Ủa? Đây chưa phải là rương. Ôi. Trời. Con lăng quăng nó bay lên cái sườn rồi nó mắc cạn ơi. Vừa cái bụng lắm, mình sẽ đá nó. Liên hoàn đá nè. Này thì giỡn mà. Lao nhau. Cứ gài mình đi ra biển á, rất là dễ gặp mấy con lăng quăng đó nha. Lớ ngớ là nó ám sát mình đấy. Rồi cái thuyền này chỉ có một cái rương à. Hơi su cà na á. Phải chi cái thuyền này có cái bản đồ kho báu thì hay quá. Ờ và sẵn tiện có mấy thanh niên hải tặc này thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ luôn. Một công đối chuyện. Ôi nó xuống nước rồi lấy gì mình. Nó khôn quá, nó biết mình đốt nó cái nó nhảy xuống nước mất rồi. Rồi lên bờ đi cưng. Lên bờ đi. Đúng rồi, chạy vô đống lửa đi. Chạy vô. Ui thanh niên này thông minh nha. Ui nó né cả. Này thì né. Rồi hai tên này vô đây. Tới công chuyện với mình. Đá vô. Đá nè. 33% thôi. Cố lên nào. À xa xa còn có một cái tàu hải quân luôn. Ui. Thôi xong nữa rồi. Mình đốt cái thanh niên này trước rồi đó. Để mình dễ dàng làm nhiệm vụ hơn. Đội trưởng hải quân hả? Đốt đội trưởng hải quân luôn. Tiếp tục. Ui da, nhưng mà đánh. Bật kỹ năng trái quỷ mình lên. Để cho hắn không có đánh trúng được mình ha. Ui nhưng mà dùng chân như vậy đá không biết chừng nào chết hắn này. Xong rồi tới công chuyện rồi. Ừ đốt. Đốt thêm cái nữa. Ngẫm đi, trâu vậy. Rồi. Trời đất ơi. 46%. Ngoài ra thì trên cái đảo hoang này còn có một ngôi nhà của... Ủa của ai vậy? Wow, ngôi nhà này đẹp lắm. Bé xinh. Ôi, cái đây là cái nhà hàng. Uầy. Đây là một cái nhà hàng trên đảo hoang này. Rồi, xong nhiệm vụ hết rồi. Một xíu về là mình có thể trả nhiệm vụ. Ô, nữa. Mấy thanh niên này, nhẫn mặt hả? Hip hop never die. Này thì giỡn mặt. Tỉnh dậy đi. Hip hop never lie. Sao thích không? Thích không? Thích thì mình chịu. À vẫn còn láo à. Thích thì chịu. Hip hop never lie thêm một lần nữa. Này thì đội trưởng thì cũng ăn hip hop never die thôi. Nhưng mà bình tĩnh. Chắc mình phải lấy cái thuyền của mình lại thôi. Chúng ta ra khơi thôi. Gần đây có cái tàu hải quân mà mình không qua đó đánh chiếm thì hơi ổn nha. Phải tranh thủ mới được. À, lên được. Ui, tắt năng lực trái quỷ của mình trước đi. Tại nó trơn trơn á, mình rất dễ bị trượt xuống nước á. Nên lúc mà ra khơi thì mình nên tắt cái năng lực di chuyển như trượt patin đó đi ha. Có vẻ là ngoài cái tàu hải quân ra thì cạnh đó còn có một cái tàu hải tặc nữa thì phải. Nhìn khá là giống tàu hải tặc luôn. Khá là tiềm năng nha. Thích đấy. Ồ, ở dưới nước còn có giang hồ biển mà cầm đinh ba nữa kìa. Tiếc thế nhờ, mình mà không dính cái lời nguyền trái quỷ thì mình nhảy xuống mình khô máu với thanh niên giang hồ biển rồi. Mình không có thiện cảm với mấy thanh niên đó cho lắm ha. Leo lên. Ở trong đó bọn chúng đang đánh nhau ầm ĩ xèo cơ. Ủa đây mình nhìn vô được trong luôn á. Rồi, đột nhập vô. Gì đây? Sao mình mới vô mà có con Ripper đi rồi? Ghê vậy? Hip hop never die tiếp. Vô đây là mình chỉ xài hip hop thôi. Oh, có vàng. Wow.
căn phòng tiếp theo thì sao? Mùi phòng này cũng đông lắm. Liên quảng đá. Hip Hop Never Die. Bật kỹ năng này lên cho bọn chúng đừng có bắn trúng mình nữa. Ồ, căn phòng này. Ồ, cái con tàu này thì có vẻ là không có thêm rương trá quỷ cho mình rồi. À, Enderman. Hôm nay mới gặp Enderman luôn. Farm để lấy ngọc nào. Coi có ngọc Ender không? Để sau này mình còn xuống quẩy nhau với rồng Ender nữa. Không có một cái viên ngọc nào luôn. Xu rồi, cái tàu này hơi xu nha. Ủa nãy mình vô đường nào ta? Ồ, khoan. Hồi nãy mình đột nhập vô đường nào ấy nhờ? À, hình như bên đây lận. Đi lộn hướng xíu. hơi chuyến. Nãy mới làm có ngụm rượu thôi mà hơi chuyến rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua những cái con tàu kế bên ha. Hy vọng là những con tàu kế bên sẽ khám khá hơn một tí. Giờ thì đi thôi. Ui, nhưng mà may là kế bên cái tàu ma này còn có một cái tàu hải quân khác nữa ha. Không quá tệ. Nhưng mà mình muốn thử xem một lần nữa coi liệu rằng trong những cái con tàu ma này có chứa những cái rương trá quỷ hay không. Từ hổm tới giờ thì mình chưa có nhặt được bất kỳ một cái rương trá quỷ nào trong những cái con tàu ma giống như vậy nha. Nên mình đang đặt ra một cái dấu chấm hỏi là liệu rằng cái rương này, ủa cái thuyền này thật sự là không có rương chăng? Hy vọng là không phải vậy. Ồ thật rồi. Rồi hiểu rồi nhá. Mai mốt kiểu mình gặp mấy con tàu này chắc mình sẽ hạn chế lên quá. Hoặc là mình nghĩ nó sẽ có một cái tỷ lệ có rương trái quỷ nó ít hơn so với những cái con tàu hải quân hoặc là tàu hải tặc to kia ha. Chắc vậy rồi. Rồi còn giờ mục tiêu tiếp theo của mình là con tàu phía đằng kia. Thiệt luôn á, bữa nay mang hẳn theo một cái rương để sau cái thuyền. Vậy mà đi săn tàu hải quân á, lút được có chút xíu đồ à. Rồi biết chừng nào mới đầy được cái rương này trời. Hơi su cà na nha. Rồi cái tàu này kìa cũng bất ổn kìa. Các bạn coi kìa, bên trong nó quýnh nha. Mình xèo chóng kìa. Đây. Mình chưa vô mà bọn chúng đã lục đục nội bộ rồi. Thời mình tới. Có ai canh giữ đây không? Ừ, bọn chúng đang đánh nhau. Có quái vật. Wow. Thì ra bọn chúng đang hợp sức lại để tiêu diệt quái vật. Hip Hop Never Die tiếp. Ồ, còn tên đội trưởng hải quân này cần phải tiêu diệt nè. Tên này là thường là sẽ rất khó chơi á. Còn có zombie dân làng nữa, bác đi đâu vậy? No. Ồ, một cái rương trá quỷ bằng gỗ. Cũng ok. Bình tĩnh nha. Ê, cháy thuyền của người ta. Cái con này. Cái con quá giật vô dân quá. Thuyền của người ta mà đi đốt. Mình đánh chiếm thôi nha, chứ mình không có kiểu đốt thuyền của người ta đâu, như vậy thì kỳ lắm. Mình chiếm thì có chiếm thiệt á, chứ mình không có đốt đâu. Thỉnh thoảng mình mới đốt thôi. Really nigga. Rồi, còn giờ thì chúng ta sẽ quét sạch cái con tàu này luôn ha. Để có thể tăng tối đa cái số tiền truy nã của mình lên. Mình không có chiến đấu nhiều á là nó sẽ không có lên mức truy nã của mình đâu. Với cả mình đánh nhau như vậy thì nó còn tăng cái lượng Doriki của mình lên nữa. Một công đôi chuyện luôn. Rồi, cho các người nếm mùi Hip Hop Never Die của ta. Ơ, nhưng mà hồi nãy mình mới thấy. À, đây rồi. Chính xác rồi, không có nhìn nhầm được. Ừ, cẩn thận. Ở đây có một con lăng quăng. Nó đang hăm he để nó tấn công mình hay sao á. Nhưng mà nó hơi rén rồi. Chắc nó thấy mình mạnh quá, cái nó rén á. Còn đúng một cái căn phòng thôi. Nên chúng ta tranh thủ lút lẹ rồi té đi cái thuyền khác ha. Căn phòng này cho mình thêm những cái X dial. Wow. Trước khi tiếp tục cái hành trình thì để mình về nhà mình trả nhiệm vụ cái đã. Tại vì mình cũng đã xong được khá là nhiều cái phần nhiệm vụ rồi ha. À, mình sẽ lấy hai cái món đồ này ra. Sau đó đưa cho nhiệm vụ sư phụ. Và trả nhiệm vụ nào. Giờ thì mình xong hết rồi nhưng mà sao mình chưa trả nhiệm vụ được nha. What? Ủa là sao? Mình làm xong nhiệm vụ rồi mà. Nhưng mà sao mình không nhận được cái kỹ năng ta? Kỹ năng Skyward nè, với lại kỹ năng Dio Chamber nè. Mình chưa nhận được. What the heck? Có gì đó sai rồi. Đây nè. Có rồi.
À, bị lát à. Phải thoát ra vào lại. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái khóa huấn luyện để trở thành chân đen rồi á. Để coi coi, mình sẽ bật cái tiệt kỹ. Cái kiểu như ta. Kỹ năng cuối nè. Diablo Champion. Wow. Xịn á. Cái chân mình đã thành cái chân có ngọn lửa kìa. Đúng kiểu chân đen luôn. Wow. Chân phát ra lửa nha. Cái này chắc đá là ra lửa luôn á. Để mình kiếm mấy cái thanh niên nào gần đây mình xúc một phát mới được. Đây, có thanh niên rồi. Mình nghĩ là đá một phát thanh niên này chết tươi luôn nè. Hồ chết thiệt. Hồ nhưng mà thanh niên đó còn có nửa máu à, không tính. Còn về cái kỹ năng Skyward của mình thì mình test rồi. Nó khá là giống với Gepo luôn. Nhưng mà khác ở một chỗ là mình có thể dùng nhiều lần hơn. Cũng ok la phết. Nhưng mà nhược điểm của nó là hồi chiêu khá là lâu nha. Rồi còn bây giờ thì chắc mình sẽ có một màn solo với bọn chúng ở phía dưới bằng cách kích hoạt kỹ năng mạnh nhất, biến cái chân mình thành đôi chân đen á. Wow. Khi mà ở trạng thái chân đen thì mình shoot là mình hip hop never die là ra lửa luôn. Cú shoot của mình cũng ra lửa nè. Lộn nhào coi. Lộn nhào cũng có lửa luôn. Wow. Xịn quá đi. Cực kỳ xịn. Quay. Càng ngày mình càng thích cái phong cách chiến đấu này nha. Gì mà ngầu dữ không biết nữa. Thôi được rồi. Test tới đây thôi. Giờ thì chắc mình sẽ lên thuyền. Rồi sau đó chúng ta đi tới những cái con tàu hải quân kế bên ha. Lên đường thôi. Mặc kệ mấy con kia đi. Yeah. Coi coi tàu nào trước ta. Ba cái tàu kế bên lần á. Thôi thì mình sẽ khám phá con tàu ở chính giữa trước đi. Con tàu này đi. Con tàu này gần nhất nè. Ôi da. Ê. Chạy lẹ. Ủa sao mình còn không máu mà mình không chết. What the heck. Okay. Tốc độ nó đang áp sát lại nó để nó cắn mình đó. Tốc độ lên. Áp sát vô đây trước rồi đó. Ui. Chìm xuống rồi. Trời ơi cái con nhóc ác này. Người hơi bị láo rồi đó. Trời nó cầm đinh ba nó phóng cái lũng cái xuồng mình luôn à. Xu ít gì. Hết bị con lăng quăng nó ám sát rồi tới. Rồi tới cái nhóc nhỏ. Còn giờ quan trọng hơn là chúng ta. Ê đi đâu vậy. Còn giờ quan trọng hơn là chúng ta sẽ vào trong. Và sau đó thể hiện sức mạnh của chân đen thôi. Hip hop never die. Giỡn mặt hả. Hip hop never die nè. Đừng có đùa. Tiếp tục. Trong đây còn đông lắm. Tha hồ cho mình quẩy luôn. Hip hop never die. Rồi sơ bộ chúng ta đã quét sạch tầng dưới một cách rất là nhanh chóng rồi ha. Và xem nào. Cái tàu này thì không có rương trái quỷ rồi. Chủ yếu là rượu thôi á. Được, một xíu mình sẽ xài túy quyền luôn. Làm ngụm rượu đi. Có miếng rượu vô quánh nó mới căng được. Rồi, tới công chuyện nữa. Mà uống vừa vừa thôi nha, uống nhiều quá là nó bị xỉn á. Mà bị xỉn là không thấy đường đâu mà quánh á. Đây. À, ngươi mắc cạn à. Tới số rồi. Người lại đây, người phải trả giá. Còn lằn quằn không kịp. Ôi nhưng mà nó ở dưới rồi, mình không đấm được nó. Thôi đợi xíu mình xuống mình đấm nó sao ha. Còn giờ thì quét sạch khu vực này thôi. Đi, let's go. Trời ơi, ngoài kia cá heo đang giỡn với mấy cái con sứa kìa. Nữa, bên đây lại có con. Con lăng quăng khác. Ui. Trời. Hung ăn gì. Nó nhào lại nó cắn mình kìa. Ok, ta nhịn các người đó. Đợi tăng xíu ta mà đáp được vô cái thuyền này đi. Tới số với ta. Ồ trong đây đang nội chiến hay sao á. Căng lắm trong đây còn căng lắm. Mình sẽ gấp vui luôn. Hip hop never die. Ồ láo tét. Cú đá lửa nè. Mình đá cái tên đội trưởng hải quân ngất xỉu. À đá cho người bốc cháy luôn.
đá cho ngươi bốc cháy luôn. Xoay mòng mòng cho ngươi cháy rụi luôn. Wow, cái thuyền này có tới 2 đội trưởng luôn à. Ăn vậy. Này thì 2 đội trưởng nè. Này thì 2 đội trưởng. Rồi, rút đồ thôi. Lại là những cái điếu, điếu thuốc ha. Thôi thôi thôi, no smoking, no smoking. Vẫn không có rương trái quỷ. Có vẻ hôm nay mình khá là xui rồi. Nhưng mà làm sao mình vẫn còn một con tàu ở phía còn lại mà. 3 con tàu, chẳng lẽ không con tàu nào cho mình thêm trái quỷ sao? Mình không tin đâu. Còn thở là còn cơ hội ha. Chưa, để mình đổi thêm gỗ đã. Gần hết gỗ để áp sát rồi. À, mình biết rồi, cái con lăng quăng hồi nãy không phải nó bị giết đâu. Mà là nó sung quá, nó nhảy lên cái cột bườm á. Nó mắc kẹt ở trên kìa. Vừa cái bụng lắm, không có cứu người đâu. Đừng hòng. Ngươi đừng có cầu cứu ta. Không cứu đâu, cho người đó chết khô luôn. Láo tét, hồi nãy đang bơi mà ha. Dám cạp mình, rồi cho mình chìm thuyền. Vừa cái bụng lắm. Mà nhìn nó cũng tội nghiệp thiệt á. Kiểu nó không xuống được á. Kệ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như cái con tàu này cho mình thêm những cái rương trái quỷ nào. Let's go, let's go. Lần này là đánh nhanh rút gọn nha. Vô. Đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh rút gọn. Ừ, cho hai bọn chúng tự xử nhau đi. À, đội trưởng hải quân hả? Chưa chưa đâu, thanh niên này mới ngất rồi. Mình đá thêm vài cái nữa. Này thì đội trưởng hải quân. Ui, thanh niên này trâu cực. Mình đánh nãy giờ mà không suy nhê nè. Con tàu này cũng không luôn. Cái ngày gì vậy? Hôm nay không phải ngày của mình rồi. Hai con tàu đầu tiên mình thấy không có trái quỷ nào là mình thấy hơi toan toan rồi đó. Một ngày tăng tiến sức mạnh nhưng mà thụt giảm về sự may mắn rồi. Nói chung là hôm nay được cái này mất cái kia ha. Nhưng mà ok, mình tạm chấp nhận đi. Như vậy thì bữa nay chính thức mình đã trở thành hack cước rồi. Wow, biệt danh mới của mình nha, Lộc hack cước. Với sức mạnh hiện tại thì mình nghĩ là mình có thể dư sức cần cả một cái con tàu hải quân hoặc là tàu hải tặc ha. Ngoài ra thì mình đang phân vân là không biết sẽ ăn trái quỷ nào trong hai trái quỷ này này. Và nếu được chọn thì các bạn sẽ chọn ăn trái nào? Goro hay là trái Hiê? Hãy để lại kết quả ở phía dưới phần bình luận ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái ngày phiêu lưu ngày hôm nay. Tuy không được may mắn nhưng mà những ngày sau mình sẽ cố gắng hơn. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye!